cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 28 tháng 5 2020 gồm những tin tức nổi bật. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 100.000 người. WHO kêu gọi châu Phi xét nghiệm COVID-19 diện rộng. 14.000 người Úc có thể chết vì COVID-19 nếu không được kiểm soát tốt. Thêm một kỳ tích trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam. Theo dõi vụ CDC Hà Nội nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19. Diễn tập trực tuyến cơ chế phòng chống dịch COVID-19 của quân y các nước ASEAN. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 5, trên thế giới ghi nhận hơn 5.685.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 352.000 người đã tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với hơn 1.725.000 người mắc bệnh và hơn 100.000 người tử vong. Đứng thứ hai là Brazil với hơn 394.000 ca mắc và hơn 24.500 ca tử vong. Nga và Tây Ban Nha lần lượt đứng thứ ba và thứ tư thế giới với hơn 362.000 và hơn 282.000 ca mắc COVID-19. Nước Mỹ đã vượt qua một cột mốc nghiệt ngã khi số người chết vì COVID-19 đã vượt 100.000 người. Hiện tại, theo một thống kê của Reuters, số người chết vì COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ đã là hơn 100.500 người. Mất mát phần lớn xảy ra ở các khu đô thị, đặc biệt là New York và tại các nhà dưỡng lão. Các bác sĩ, y tá là những người trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch, nhưng có một chiến tuyến khác không kém phần khốc liệt, đó là cuộc chiến của những người chăm lo hậu sự cho người chết. Nhà tang lễ ở New York quá tải và hỗn loạn, thi thể bị đông lạnh rất lâu trước khi được chôn cất. Hầu hết nạn nhân COVID-19 phải chết một mình, họ hàng người thân không được phép nói lời chia tay do lo sợ lây nhiễm. Tôi đã làm hết sức có thể, nhưng nếu nó không đủ tốt, tôi thành thật xin lỗi. Đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn từ Nhà Trắng. Ông nói, chúng tôi chia sẻ nỗi đau của tất cả các gia đình có người thân đã mất trong đại dịch. Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong một ngày làm việc gần đây của y tá Tiffany Fair là phải gặp một thành viên gia đình của một bệnh nhân COVID-19. Họ phải nói lời tạm biệt với nạn nhân thông qua một cái iPad. Đó là một trong những điều bi thảm nhất của căn bệnh này, bởi vì nó rất dễ lây lan và mọi người cuối cùng chỉ có thể chết một mình. Xe tải đông lạnh chở xác người nhìn thấy ở khắp nơi trên khắp nước Mỹ. Từ ban công nhà nhìn qua bệnh viện, tôi có thể hình dung được sự hỗn loạn bên trong. Tôi nhìn thấy quá nhiều xe chở xác. Bạn biết đấy, tôi đã ngừng đếm xem có bao nhiêu thi thể xuất hiện mỗi ngày. Dữ liệu ban đầu từ các tiểu bang Hoa Kỳ còn cho thấy người Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng tử vong vì COVID-19, nêu bật sự chênh lệch lâu dài về sức khỏe và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận chăm sóc y tế. Thành phố New York đã sử dụng đảo Hart để chôn cất người vô gia cư hoặc người chết mà người thân của họ không thể sắp xếp nổi một đám tang. Không đủ nhân công, các nhà chức trách phải yêu cầu các tù nhân trên đảo thực hiện việc chôn cất khoảng 25 thi thể mỗi ngày. Nhà dưỡng lão Pleasant View đã trở thành nơi nhiễm dịch tồi tệ nhất ở Maryland. Ít nhất 98 cư dân và nhân viên của cơ sở này xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 17 người đã chết. Sự bùng phát của coronavirus tại thành phố New York đã đẩy dịch vụ xe cứu thương đến giới hạn quá tải. Trung bình có từ 4.000 đến 7.000 cuộc gọi mỗi ngày, gây căng thẳng cho dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp và nhân viên y tế. Đối với y tá Julia Trainer, đại dịch đã cho cô một bài học quan trọng trong cuộc sống. Hãy nói với mọi người rằng bạn yêu họ, bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ gặp lại họ. Tin nhắn cuối cùng mà cô Trenoli Aya, 18 tuổi, nhận được từ mẹ mình, một trợ lý bác sĩ ở New York là: "Mẹ sẽ về nhà sớm thôi, mẹ yêu con." Tôi liên tục nhắn tin cho mẹ, tôi không muốn tin rằng đó là sự thật. Mỗi đêm tại thành phố New York, người dân ở các khu phố xung quanh bệnh viện cổ vũ cho các nhân viên y tế, bày tỏ lòng biết ơn về những nguy hiểm mà họ đang gặp phải để cứu mạng sống con người. Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã mất 38 ngày để ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 29 tháng 2. Hai tháng sau, số người chết đã tăng lên 10.000. Năm ngày tiếp đó, số người chết tăng lên 20.000. Và bây giờ, sau 3 tháng, con số đã vượt 100.000 người. Nhiều người Mỹ ước muốn đây hãy chỉ là một cơn ác mộng. Các quan chức đã phát hiện ra hàng chục nhà dưỡng lão không có giấy phép ở miền Bắc Mexico, làm dấy lên lo ngại rằng có nhiều cụm dịch chưa được kiểm soát.
Sau khi dịch bùng phát tại ba cơ sở dưỡng lão tư nhân khiến cơ quan y tế Mexico phải vào cuộc điều tra, theo đó đã có 40 nhà dưỡng lão không phép tại Monterrey bị bắt buộc phải đóng cửa. Tính đến ngày 25 tháng 5, đã có 88 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại ba nhà dưỡng lão ở Nuevo León và ít nhất 19 người đã chết vì COVID-19 tại các nhà nghỉ hưu trên khắp Mexico. Các quan chức không khẳng định sự bùng phát dịch trong các cơ sở chưa đăng ký, nhưng nói rằng các gia đình nên đưa người thân về nhà. Tại Mỹ Latin, khoảng 0,5% người cao tuổi sống trong các cơ sở chăm sóc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo dịch COVID-19 có thể lan rộng một cách thầm lặng tại châu Phi nếu các nước trong khu vực không ưu tiên xét nghiệm trên diện rộng. WHO nhấn mạnh, dù châu Phi đang tạm tránh được những tác động tồi tệ nhất của COVID-19, song việc lơ là xét nghiệm có thể dẫn tới một đại dịch thầm lặng ở khu vực này. Vì thế, các nước châu Phi cần tiếp tục duy trì công tác xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các nguồn lây nhiễm để tiến hành các biện pháp cách ly, điều trị và phòng ngừa phù hợp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Phi đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh và mang lại những kết quả khả quan. Hiện tổng số ca mắc tại lục địa đen là gần 118.000 người, trong đó có 3.500 người đã tử vong. Theo Giám đốc Dịch vụ Y tế Úc, ông Brendan Murphy, khoảng 14.000 người Úc có thể chết vì virus corona nếu tỷ lệ tử vong tương tự như tại Vương quốc Anh. Giáo sư bác sĩ Brendan Murphy cho biết Úc đã kiểm soát tốt COVID-19 với số người tử vong trên toàn quốc là 103 vào ngày 27 tháng 5, trong khi Vương quốc Anh đã xác nhận hơn 40.000 trường hợp tử vong do virus corona và hơn 260.000 ca nhiễm. Giáo sư Murphy nói điều duy nhất ông muốn thay đổi về phản ứng với căn bệnh này là bắt đầu cách ly sớm hơn, nhưng ban đầu nước Úc đã không có đủ thời gian và điều kiện để làm điều đó. Thái Lan đặt mục tiêu làm cho vaccine coronavirus tiếp cận được với khu vực Đông Nam Á. Một nhà nghiên cứu Thái Lan cho biết việc Thái Lan đấu thầu sản xuất vaccine virus corona là một nỗ lực quốc tế nhằm mục đích giảm giá thuốc cho khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Thái Lan tuyên bố tuần trước là họ có kế hoạch tiêm phòng vaccine virus corona vào năm tới sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok thực hiện thành công thử nghiệm trên chuột. Chúng tôi chỉ muốn Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á được tiếp cận với vaccine. Nếu vaccine phát triển thành công, giá cả sẽ rất phải chăng cho các thị trường như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, Việt Nam, Myanmar và Pakistan. Cuộc chạy đua vaccine đang diễn ra từng phút bởi vì số người chết đang tăng lên mỗi ngày. Vaccine COVID-19 do Thái Lan sản xuất sẽ được khoa y học thuộc Viện Sinh học Quốc gia giám sát chất lượng và hiệu quả. Tin tức tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 327 ca nhiễm. Đây cũng là ngày thứ 41 Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Sáng ngày 27 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố có thêm 6 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó có một ca nặng là bệnh nhân số 19, bác của bệnh nhân số 17. Bệnh nhân 19 chính thức được công bố khỏi bệnh, đánh dấu thêm một kỳ tích của Việt Nam trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh nhân 19, 64 tuổi ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội vào viện ngày 6 tháng 3 là trường hợp có tình trạng nặng nhất trong số các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. Bệnh nhân đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập ECMO tim phổi nhân tạo, đã từng ngừng tim 3 lần. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân số 19 đã có 7 lần kiểm tra đều âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp khỏi bệnh khác là bệnh nhân số 52, bệnh nhân dương tính lại nhiều lần trước đó, bệnh nhân số 291, 295, 308 và 324. Các bệnh nhân trên sẽ được tiếp tục theo dõi trong 14 ngày tiếp theo. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị thành công cho 278 bệnh nhân trên tổng số 327 trường hợp mắc COVID-19. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, liên quan đến việc mua máy xét nghiệm COVID-19 vào diện ban theo dõi. Trước đó, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 22 tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 người về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo Trung tướng Lương Tam Quang, kết quả bước đầu xác định các đối tượng cùng với các công ty đã cấu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19 lên khoảng gấp 3 lần. Hiện nay, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả nộp phạt khoản tiền đó. Sáng ngày 27 tháng 5 tại Hà Nội, Cục Quân y đã chủ trì buổi diễn tập trực tuyến cơ chế phòng chống dịch COVID-19 giữa quân y các nước ASEAN. Tại buổi diễn tập, các tình huống giả định được đặt ra theo các cấp độ tăng dần từ khi phát hiện có ca xâm nhập, chùm ca bệnh rồi lây lan trong cộng đồng thành đại dịch. Theo đó, các lực lượng tham gia diễn tập của các nước sẽ phải đưa ra các biện pháp ứng phó đối với các cấp độ lây lan dịch bệnh như những ưu tiên trong công tác phòng chống dịch, cần có sự tham gia của những cơ quan tổ chức nào, bệnh viện và cơ sở y tế cần làm gì, cần huy động nguồn lực thế nào, cơ chế phối hợp giữa các cơ sở điều trị, truyền thông cộng đồng, những xung đột có thể xảy ra khi có đại dịch. Buổi diễn tập là dịp để quân y các nước trong khu vực ASEAN xác định vai trò trách nhiệm trong ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm, các lĩnh vực có thể phối hợp với nhau và cơ chế hợp tác giữa quân y ASEAN và các tổ chức khác trong đối phó với dịch bệnh. Phát biểu tại buổi diễn tập, đại diện cho lực lượng quân y Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, Việt Nam đã kiểm soát tình hình, không để lây lan vào quân đội, nhưng không vì đó mà chủ quan và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong phòng chống dịch bệnh. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong khối trong thời gian dịch bệnh. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa lực lượng quốc phòng nói chung cũng như lực lượng quân y các nước ASEAN nói riêng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian học sinh, sinh viên thành phố nghỉ học phòng tránh dịch COVID-19, giáo viên được hưởng thu nhập tăng thêm với những ngày làm việc thực tế theo phân công cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục đào tạo, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại hàng quý. Bộ Tài chính đã ban hành 3 thông tư số 43, 44 và 45 nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bộ đã giảm phí, lệ phí đồng loạt ở mức 50% đối với các loại phí thẩm định liên quan đến các lĩnh vực xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, phí đăng ký xác nhận sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Các thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26 tháng 5 năm 2020. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện các huyện, thị xã đã tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 tại nhà cho người hưởng. Thực hiện công tác phòng dịch, Bưu điện thành phố Thanh Hóa đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn và huy động 40 nhân viên làm việc mỗi ngày, phấn đấu hoàn thành chi trả lương hưu tại nhà cho khoảng 4.460 đối tượng. Hưu trí là người cao tuổi, được Đảng, Nhà nước quan tâm, không những là chăm lo cho sự ổn định của cái đời sống hưu trí mà còn phát luôn cả 2 tháng lương nữa. Thì như vậy phải nói là một cái sự hết sức cố gắng của Đảng và Nhà nước ta. Với khoảng 900 người thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Đông Sơn đã thực hiện quy trình chặt chẽ để chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng số tiền, đồng thời đảm bảo công tác quản lý đối tượng. Việc xác định người nhận cũng được nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã, thị trấn rà soát kỹ càng, chính xác. Thực sự rất xúc động bởi vì này, đúng ra thì mình có thể nhờ con cháu sang bên đó lấy được, nhưng mà với tinh thần và tình cảm quan tâm đến người cao tuổi, thì các đồng chí ở bên bưu điện, các anh chị em bưu điện đến trực tiếp phát lương. Dù đã được kiểm soát, song dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Vì thế, mục tiêu đặt ra rất cao trong quá trình thực hiện là đảm bảo an toàn và chi trả kịp thời cho người hưởng ổn định cuộc sống. Trong đợt chi trả vừa qua, Bưu điện Thanh Hóa đã huy động gần 900 nhân viên tham gia chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Đồng thời, Bưu điện tỉnh cũng đã chỉ đạo bưu điện các huyện, thị xã, thành phố lập phương án chi trả đến từng địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác truyền thông để người hưởng biết lịch chi trả được phối hợp. Đối với nhân viên bưu điện được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các cái quy định về an toàn trong phòng chống dịch, đó là kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện nhiệm vụ,
đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng. Với số lượng người hưởng hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh là rất là lớn, Bộ Y tế tỉnh đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chi trả đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối tượng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 164.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Các trường hợp từ 80 tuổi trở lên hoặc dưới 80 tuổi đang ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính, đang điều trị ngoại trú, không tự đến, không ủy quyền cho người khác nhận hộ sẽ được chi trả tại các điểm của bưu điện theo nhóm nhỏ trả tại nhà. Các trường hợp từ 80 tuổi trở lên hoặc dưới 80 tuổi đang ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính, đang điều trị ngoại trú, không tự đến, không ủy quyền cho người khác nhận hộ sẽ được chi trả tại các điểm của bưu điện theo nhóm nhỏ trả tại nhà. Chi trả lương hưu tại nhà và gộp 2 tháng trong cùng một lần chi trả, khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Với sự vào cuộc và hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, việc chi trả lương hưu tại nhà đã diễn ra khá thuận lợi và được người dân tin tưởng đánh giá cao. Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong bối cảnh hiện nay, cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của Philippines và cá nhân Tổng thống Duterte và thành công của Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN 3+ về ứng phó COVID-19 ngày 14 tháng 4 vừa qua. Tổng thống Duterte đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 theo đúng tinh thần chủ đề, gắn kết và chủ động thích ứng, hoan nghênh nỗ lực và các sáng kiến Việt Nam đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong phòng chống dịch bệnh. Trong đó có sáng kiến lập quỹ ứng phó dịch COVID-19 và kho dự trữ vật tư y tế của khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh thực chất quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực thông qua phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2024 và duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mời mọi người đăng ký để theo dõi.